Giữ nguyên vậy nhá. Giữ nguyên. Rồng đệ nữa. Con này đấy. Sợ nhé. Thịt này ăn là nấu chín đấy chứ. Sáng lợn đấy, kinh thật đấy. Ôi, mất rồi. Bắt cả đi con vi khuẩn kia, trời ơi, dính nghỉ là nhau lâu dữ nhỉ. Nó là hình số 8 đấy quá. Con dài dài trùng dày, con tròn trùng biến hình, con phân thân trùng biến hình. Nó chỉ bị giật rồi. Để xuống đi, để băng xuống đi. Đừng nữa, nó phải nó đi, để quay nó đi. Đi con cầm chân. Mất rồi. Đặt con mũi thì không được. Ừ, chứ còn nhìn nó toàn chui vào mấy cái đám váng nên là khó nhìn. Ít khi nữa. Sao tách rồi đâu à?
Lâu nhỉ? Chắc là 5 phút. Mất thân rồi à? Phải rồi. Được rồi Phân ơi. Vỗ tay. Hello, Phân ơi. Phân ở đây thành hai con. Đấy, hai con độc lập rồi. Nó sắp lớn lên. Nó sẽ ăn những con táo lớn này, nó lại phân tiếp. Những con nhỏ nhỏ con bé bé là con gì? Chùm roi. Chùm roi. Vậy những con to là con gì? Con chùm dày. Con thôn thôn đấy, con chùm dày. Những con thể dài đấy, con gì? Con thể dẹp biển. Con biển. Thiên nhiên thật vĩ đại quá.